bạn thì nhà nắng ấm có một cái thùng này á để đựng hết tất cả những cái mà trái cây hoặc là mình trái cây hoặc rau quả mà mình không dùng, mình bỏ vô đây thì nó sẽ thành phân. Rồi nó không bỏ đây nè, mình mới luộc nướng bắp ha với miếng thịt luộc me thì bỏ vào đây nó sẽ thành là phân để bón cây rất là tốt. Thì cái thùng này đó, và có một điều lạ các bạn biết không, thì từ cái thùng này á, nó mọc ra một cái cây cà chua, tại mình quăng cà chua hư cho này nè, nó có cái hộp á, nó mọc cái cây cà chua nhỏ đó, giờ nó mọc cái cây cà chua bự nè, các bạn thấy nó dài nè ha. Mà không những vậy, bông và những cái trái cà chua bi á quá trời nhiều luôn đó. Cà chua bi kìa, nó mọc rất tốt, tại biết sao không? Khi mà nó mọc từ trong cái thùng đó ra đó, nó rất là mạnh, tại cái thùng này là phân bón, phải nói là vô số kể luôn, là phân rất là tốt. Bây giờ là Nắng Ấm đã lấy cái cục này để nâng mấy cái cây này lên, và các bạn thấy không, giờ chỉ cần đợi cà chua chín là hái ăn thôi. Oh my god, đây nè, còn cái trái nè các bạn, nhìn ngon lành không, nhìn thấy đã chưa đó, rất là thích. Bây giờ mình sẽ bỏ, mình sẽ chăm sóc nó. Okay. Nắng Ấm sẽ nâng cái cành này lên ha. Sau vườn Nắng Ấm có dư mấy cái cục gạch đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ những cái cục gạch này để nâng những cái cây cà chua này lên khỏi mặt đất, để cho mấy cái cà chua này nó vươn lên cao hơn, nó khỏi bò dưới mặt đất đó. Thì những cái cục gạch này nó rất là nặng luôn, Nắng Ấm phải kéo, phải đẩy qua rồi bắt đầu nâng nó lên. Và trong cái mấy cái cây bự này á, nó xum xuê lắm, và Nắng Ấm phải tách từng cây nhỏ ra như thế này thì cho nó thoải mái hơn. Và bây giờ mình đang tách mấy cái mà trái và những cái cành cà chua khác nhau, sau đó thì Nắng Ấm cắt những cái cành hư úa đi để cho những cái cành mà mạnh á, nó nuôi những cái trái cà chua. Có nhiều trái sắp chín rồi các bạn, còn hoa thì rất là nhiều. Cái thùng phân này là Nắng Ấm có là thí dụ như mình ăn trái cây hư mình dục vô cái thùng này, gồm có trái cây và rau quả thôi, thí dụ như bắp nè, tất cả loại rau quả nè, trái cây hư á, thì mình không có dục thùng rác, mình bỏ vô cái thùng làm phân này á, thì Nắng Ấm dục rất là nhiều cà chua hư thì nó mọc ra một cái cây cà chua như thế này. Mới chăm sóc cái cây này xong thì mình đã cắt những cái lá úa ha, đây cái này cũng úa quá, cắt những cái lá úa, những cành úa. Những cái cành úa để cho nó có dinh dưỡng, nó nuôi những cái cành mạnh hơn. Đó, trái nhiều chưa? Thì mình dùng những cái gạch này mình cho nâng cái cây này lên. Đó, bây giờ cây này nhìn rất là đẹp nha. Sắp thu hoạch rồi đó. Đẹp chưa? Nó nằm ở phía sau giường sung sướng kìa. Bây giờ Nắng Ấm xuống giặt đồ, có con mèo nè. Nó nằm trên cái máy sấy ở nhà Nắng Ấm mà nó nằm lên quần áo của chồng Nắng Ấm á, để nó ngửi mùi rồi nó ngủ. Còn nó rất là thoải mái. Bây giờ nó lớn hơn nhưng mà nó vẫn rất là ngây thơ và dễ thương, như con nít vậy á, mà nó hiền lắm. Nhiều lúc Nắng Ấm bắt nó lại không cho nó đi đây đi kia á, thì nó cũng không có biết cào hay bảo vệ gì hết, nó hiền khô à. Đó, coi cái mặt à, nó rất là dễ thương. Rất là nhiều bạn hỏi cho nên Nắng Ấm quay để cho các bạn xem nha.